Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì cặp chim này chút nữa vào này nè. Chim này ha. Chim này khoảng 5 tháng. Này thì giờ Kiên Giang nghe nè. Giá Kiên Giang ha. Thì cặp này em đang bán giá 1,5 triệu nghe nè. Chút vào khách ha. Malai nghe nè. Rồi, quay về chủ đề chính ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em mẫu lộc ha, mẫu lộc với các bảy chim giả bên em nghe nè. Thì cái lộc này là lộc lộc chích nghe nè, lộc chích ha, lộc loại một bên em nghe nè. Hàng này hàng xịn ha. Thì lộc này là mày nóc 304 nghe nè, mày nóc không gỉ ha. Dây căng cực kỳ thẳng nghe nè. Thì cái lộc này bên em là làm kỹ lắm nghe nè, thợ giữ ha. Thì thợ là cũng là thợ mấy chục năm làm chiên về lộc đi 7 nghe nè, chiên sống về nghe này ha. Nên là cái lộc ra nó chất lượng lắm. Thì cái lộc bên này thì cái đầu so nó là lò xe thấp tốc nghe nè, tốt không gỉ ha. Cầu tử nó thì khỏi phải nói ha nè, cái dòng lộc này thì anh em mua về cũng ý lắm. Thì cái lộc á em mỗi cái mối về đây đều lạnh dây, đều cuộc dây là rất chắc chắn nghe nè, buộc rất nhiều lần. Thì khi mà nếu mà buộc mà nó lỏng quá nè thì mình xài như thời gian là nó sẽ chạy mấy con dây này đùng chỉ là hết trơn. Này buộc chắc kỹ lắm nghe nè. Lục này thì anh em mừng lưới đắp, lục này nó rộng rãi lắm nghe nè. Trong lưới nè, lưới dây siêu bền nghe nè. Mày nóc 304 ha, rồi nóc không gỉ nghe nè. Thì lục này là lục loại 1 anh em ha. Hiện tại thì em đang bán giá là 1,3 triệu nghe nè, 1,3 triệu bao phí cho anh em ha. Anh em có nhu cầu mua một mẫu xịn này thì alo em ha nè. Lục này bán nhiều lắm. Này con mẹ này bảy cung bắt cút nè. Thì bên em bán đầy đủ các 7 trên nghe nè, 7 lục chim giả ha. Thì giới thiệu cho anh em con này ha. Con này là con mắt xéo nghe nè, xéo ha. Con này thì cũng mới làm lông lá nó mới lắm. Thì khi mà giao về cho anh em á thì em bỏ bọc và đóng thùng nghe nè. Thùng đi thì anh em yên tâm, phải nó có sợ cũng đông nghe nè. Xéo nghe nè. Thì cái con này thì em lột da rồi keo vô sấy khô nghe nè. Thì bên em thì bán như mắt xéo, tràng nghịch, con cút, quất, bìm bẹp, gà nước hay là kêu bằng cúm núm đây nè. Thì bên em có bán con trống, con mái đầy đủ hết, bìm bẹp quất nha anh em. Thì con mắt xéo này ha, mắt xéo nè, tràng nghịch nè, quất, bìm bẹp thì bên em mang mấy giá là 170 nha anh em. Anh em có nhu cầu alo em ha. Bìm bẹp thì bên em có bán mẹt đồ đầy đủ hết nha anh em, cút thì bán đầy đủ hết, bán đủ dòng để mà mình ấy nha nè. Thì cái này là bảy cung nè, cái cung này thì nó có hai màu nha nè, màu đen và màu vàng. Lưới này lưới siêu mảnh nha. Đây là khuôn khép AT, khuôn khép AC nghe nè, khép dẻo ha. Thì cái này thì mình bắt được hai chiều nghe nè, bảy cút ha. Một bộ dây đây là 10, bộ dây đây nè, dây đây là 10 khuôn ha. Khuôn thì đang bán giá 100 ngàn. Anh em có nhu cầu bảy cút alo em nghe nè. Còn mấy cái này là cái túi đừng lo. Chứ lo này là túi lo em bán rời riêng nghe nè. Rồi ha. Thì trong cái lo thì nó cũng có tặng cho mình cái túi nghe nè, nó tặng cái túi. Nhưng mà nó không bằng cái túi này. Vì cái túi đó thì nó may mình giải kaki, nó dày, nó thô lắm. Còn cái này thì nó mềm mại hơn nghe nè, mềm mại hơn mà màu nó cũng đẹp nữa. Màu này là màu cây khô, lá cây khô nghe nè, cây khô, lá cây khô ha. Có quay đeo nghe nè. Quay đeo ha. Túi hai bên. Thì cái túi đựng lo này á, thì mình được mấy mẫu lo lớn giờ luôn nghe nè. Thì cái túi này hiện tại em đang bán giá 100 ngàn ha. Anh em có nhu cầu alo em nghe nè. Còn bên em có bán túi đa năng đồ đầy đủ trơn nghe nè. Túi đa năng ha. Cái này thì mình đựng được 6-7 loại trong này nghe nè. Như anh em đựng cút chích hay mềm bẹp gì đó, anh em đựng trong này được chung nghe nè. 7-8 loại chung nhau cũng được. Nó không có ngọt nghe nè. Cái này là khuôn thép ha. Khi mà nó đi xuống, nó đi phân á nè, là rớt thẳng xuống luôn ha. Thẳng xuống luôn. Cái này lớp dưới ở đây này là một lớp lưới nhật nha nè, lớp lưới nhật ha. Anh em có nhu cầu mua túi đựng mỗi đa năng này alo em nghe nè. Mình em có bán túi đựng cá đồ đầy đủ, anh em có thể đựng đầy đủ nghe trong này nghe nè. Thì cái này mình đựng cá được nè, cái này với cái tiền nghe nè. Mình em bán nhiều nghe nè. Thì khoảng bán anh em bán chim giả thì bao gồm bán lo, bán bẫy, bán lụp. Lập thì bên em bán lập thì bán đầy đủ hết, lập thì phải có áo lập luôn nha anh em.
dụng cụ theo theo kèm đầy đủ hết nha nè, các bẫy đầy đủ hết. Anh em có nhu cầu thì alo em, hoặc anh em điện em số điện thoại em trực tiếp trên tiêu đề, hoặc là nhắn tin Zalo, hoặc là ngoài ra mình có thể qua bên thằng Shopee, Lazada, TikTok tham khảo cũng được nha nè. Thì anh em gõ bên trang của em, bên đó thì em có đăng đầy đủ hết, đầy đủ hết trơn nha nè. Đây một cù gáy nè, gáy gáy như lắm nha nè, bà lai ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nha nè.